Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Black Zombie 2 phiên bản China. Đây, một cái phiên bản mà rất nhiều người bạn kêu thích và kêu mình làm. Nên mình sẽ làm nhiều về cái phiên bản China này. Và đây là một cái map mới hoàn toàn luôn các bạn. Mình mới unlock, mới mở cái map này ra thôi. Vì mình thấy cái map này ở phiên bản Việt Nam mình chưa có, cho nên thấy hấp dẫn nên mình sẽ làm cho mọi người cùng xem. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi gọi là quậy thôi nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ dắt cái bông ra trồng. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ngày nào mình cũng làm video mới hết. Rồi, mỗi ngày sẽ là một điều thú vị khác. Mong các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video ủng hộ giúp cho mình nha. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của những anh khỉ nè. Các bạn thấy cái thước bảng nó quay ghê chưa? Trời, cái thước bảng nó một phát là quay như phim Hồng Kông luôn á. Nhắc ma này ra hù cái con này mới được đó. Cái gì cái mình gọi là phải tranh thủ lụm những cái mỏng bông mặt trời này mới được. Không có lụm mấy cái bông mặt trời này là mệt lắm á. Ok, cái con zombie kia nó gần gọi là nó tiến vô nhà mình này. Cái này mình gọi là thất thế một chỗ, đó là không có đồ bảo vệ. Giống như thức bản đâu đập mày hả bưởi. Đúng rồi, mày chết. Nó vô tới chỗ luôn rồi. Tử thần gọi là bom nguyên tử. Mày hả bưởi, dám ăn hiếp mình hả? Tại thiên chưa gì hết mà dám gọi là kéo cả đàn cả lũ qua nó dẹp mình các bạn. Tại thiên chưa thể hiện hết bản lĩnh đâu mà. Đây, mình sẽ cho những anh bạn tại thiên của mình gọi là quậy banh xác luôn. Đâu rồi, vàng tại thiên của chúng ta đã có một vàng 5 con. Bây giờ mình sẽ cho mấy cái con điện đứng hai bên để gọi là nó giật điện mấy con này chơi. Còn cái hoa này nằm chính giữa đó, gọi là mình gọi là trang trí rất là đẹp luôn. Ok, cần phải có hai con tại thiên hai bên này để nó bảo vệ cái cục điện này mới được. Cục điện này, đó, các bạn thấy nó giật điện ghê chưa? Cho thêm cái này vô nữa cho nó mạnh nè. Dòng điện bự cá xì luôn. Rất là ok luôn á. Quá đẹp, quá đẹp. Và cái tem của mình đang hiện rất là ok. Và tem này là chắc hết luôn. Bao nhiêu con zombie vô đây là mừng sạch sẽ luôn á. Tém tem. Các bạn xem nè, nó bị điện giật nè. Điện giật kiểu này thì làm sao mà chịu nổi đúng không nào? Nó giật nhỏ rồi là te tua tơi tả như tờ lá chuối luôn. Ok, xong, cái con cuối cùng cũng đã bị giật chết queo. Na na na. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ gọi là quấn tới cái map tiếp theo xem có cái điều gì hấp dẫn đây. Vì cái một cây bông mới nè. Vì cái này, cái game này có một cái đó là mỗi ải hay là mỗi cái màn nó sẽ là một điều mới. Rất là thú vị luôn. Đây, cái bông mới các bạn ơi. Ok, vô chiến đấu thôi nào. Con chơi gì nữa? Con chân chơi gì nữa? Các bạn xem video đừng quên cho mình một like ủng hộ nhé. Con chơi gì nữa? Ok, HNT Channel, một cái tên được nhắc tới khi mà vào quánh một cái map nào đó. Bây giờ thì mình sẽ thay đổi không khí bằng cách cho trái da chuối này ra thể hiện bản lĩnh nha các bạn. Cái chuối này gọi là nó nổ một phát là đùng, đe tua tươi tả luôn á. Ok, cái bông này mới vô là nó chỉ là cái bông nhỏ xíu, từ từ cái nó bự lên, từ từ cái nó lớn lên thành cái hoa này. Theo tình hình là mình thấy là bạn Jimmy đâu rồi, bước ra, một mình ta chấp hết. Gọi là một mình tôi chấp hết luôn á. Ok, con zombie ở đâu mà nó leo từ cái nóc nhà, cái đu dây gì dưới đây nè. Rồi, nó té xuống rồi các bạn ơi, không ổn rồi. Mà giác cái súng 6 nồng nó thục nó mới được. Thục nó rồi là banh xác luôn. Cái súng 6 nồng của mình, cái hoa quả này mình ép cho nó lên level 2 rồi nó bắn bá đạo luôn các bạn ơi. Mình không nghĩ là nó bắn dữ vậy luôn á. Quá đẹp, quá đẹp. Kết rồi, gọi là mình kết nó rồi đó. Đây, cho thêm một cây nữa. Bây giờ mình mới gọi là thấy được cái sức mạnh của cái cây bắn súng này. Ok, rồi đủ tiền rồi, cho một em nữa ra đường nào. Na 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 na. Và đây mình sẽ cho các bạn thấy gọi là cái chiêu của nó ra sao. Ok, đây đi. Chết rồi, lộn. Bị ức hiếp quá các bạn ơi, gọi là mình phải là tốc độ nó bảo vệ. Cho nó một cái trái bom nguyên tử liền. Chứ không ôi một hồi là nó quậy mình banh xác luôn á. Bây giờ là thêm mấy con zombie mới nữa, là mấy con zombie này nó leo từ ở trên. Nó nhảy dù, xong nó bị dướng cái dù. Nó dướng cái dù xong á, nó leo
còn tan còn tan vậy đó. Và bây giờ mình đã được mấy cây rồi, ba cái vũ khí rồi, ba cái súng sáu nòng đó, zombie level 2 của lòng bắn hoa quả level 2 các bạn. Đây bắn coi nào, quá đẹp luôn. Phải nói là rất là tuyệt vời khi mà nó bắn một lần ba đường mà đường nào cũng là nhóc hết. Ok xong rồi, khá là đơn giản luôn. Na 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 na. Và tiếp theo là để mình xem hải tiếp theo có điều gì mới nữa đây. Hải số 3, chúng ta cùng nhau khám phá xem cái điều gì hấp dẫn trong hải số 3 nhé. Lại gặp cái anh bạn gọi là đội cái nồi. Anh bạn này gọi là bá đạo luôn. Ok, trông chờ điều hấp dẫn. Rồi xem nào. Lần này là sẽ là cái gì đây? Lần này là nó cho mình chọn đồ để quánh thôi các bạn. Chưa, cái trái này không biết cái trái già này có cái tác dụng gì gọi là cái trái nào mình chưa gặp đó lần nào luôn. Ok, con này là mới level 1 hả? Nó bắn là con này là nó ném giống như là phi tiêu vậy đó. Nó phóng và lại phóng phi tiêu á. Ok, thấy nó quýnh vậy là cũng được. Mà bắn lần này có 2 viên thua cái con mà đội nón, hoa quả đội nón. Ok, đây là mình thử cái trái này có tác dụng gì. Cái trái này giống như là trái bơm vậy các bạn. Nó giống như là cái trái bơm vậy. Nói chung là hai cái cây này nó quýnh là vậy là cũng bá đạo rồi. Còn mấy cái trái này là trái bơm. Đây mà mình sẽ cho nó dẫm vô rồi. Trái này giống như là nó nổ ra một phát một là coi như con zombie đấy. Mày hả bưởi. Đội nón à, rớt nón luôn. Ok, phải gắn thêm vài cái cây này ra nữa cho nó gọi là nó ném mới được. Tấn công nào anh em đâu. Gọi là mấy cái con zombie này nó đang ức hiếp mình các bạn ơi, nó quá đông luôn. Nó kêu ấu ra là bắt đầu nó giống như là càng mà để hú mấy con zombie ra vậy đó. Ok, một hàng chúng ta được 4 con rồi, thiếu 1 con nữa. Nổ mày hả bưởi, cho là nổ vô phim Hồng Kông luôn nè. Mình gọi là mình cho nó nổ banh sáng luôn nè. Coi đây, đúng nổ cái nữa nè. Đâu hết trơn nè. Này, ở đây nữa nè. Xong gọi là đúng rồi là 5 cây luôn rồi, 5 cây 5 đường. Ok, cho một cái trái đây nữa nào. Đập. Mình phải gọi là test cái chiêu sức mạnh của cái cây này chứ. Nó bắn laser các bạn ơi, sức mạnh của nó là nó bắn laser. Hãy xem đây. Chiu! Một tia laser giết 5 con, 2, 4, 5, 6. Sẽ còn 2 con còn sống kì vậy. Con laser này sao nó bắn kì vậy. 2, 4, 4 con xem đứt hết không. Đứt được 3, 4 con thì giết được 4 con các bạn ơi. Chết rồi. Không có cái gì bảo vệ là cái này nó ăn hiếp mấy cái cây mình chết luôn á. Nó phải cho bơm nổ vậy rồi mới gọi là có cơ hội chứ. Cho mình mấy cây này không là quýnh rồi, nó quýnh mình chết luôn. Ok, nhát bơm rồi mà để vậy mới được. Xem đây, nổ. Đúng. Nổ một phát một là nó chết, nó thiêu luôn cái 5 con các bạn. Công nhận cái trái này nó lợi hại thiệt chứ. Thôi, coi phim đi, giờ mình gọi là mình coi phim chậm đi. Coi anh bạn này gọi là đang bị giết từ từ. Còn hai cái chân lết cuối cùng là gục ngã xuống. Thôi mình cho trái bơm đi cho nó đẹp. Chưa kịp bấm vô cho trái bơm là nó hết rồi. Mình vác cái trái nguyên tử mình chọi xuống, nó gọi là thấy trời xanh gió lạnh đó mà. Nhưng mà không kịp là nó hết rồi. Na. Và bây giờ mình sẽ vào mình mua vài cái rương vàng, mua kim cương, mua khoảng chừng vậy rương xem có cái con gì mới không nha các bạn. Mình sẽ tìm mấy cái con mới làm cho các bạn xem. Ok, xem nào. Umbala, có cái con gì mới xuất hiện. Không ra, mấy con này có rồi. Ui, mấy con này có rồi. Có con gì mới không nào? Con này cũng có rồi các bạn ơi, mình mở nhiều quá cho nên đó là con này có rồi luôn. Con này chỉ là phun cái cục, gọi là cái cục gì độc ra để dính mấy con zombie thôi chứ chưa có gì gọi là căng thẳng hết. Ok. Con khỉ này có rồi. Có cái gì mới hơn không nào? Đang gọi là mình đang tìm có cái gì nào? Con này có rồi luôn, mới lãnh rồi. Ông già này có rồi luôn, ông già này là ông già màu xanh. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ mở thêm một cái rương nữa thôi nha các bạn. Mình không có mở nhiều nữa, mình mở 3 cái thôi. Ok, và đây là có một cái mới này các bạn. Đây, con một cái con hoa mới nè. Ok, và tuyệt vời luôn. Và video sau mình sẽ làm về cái cây này. Đó, hàng mới. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé.
Ngày nào mình cũng làm video mới hết, và mong các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video ủng hộ giúp cho mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Na 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 na.